Trung Kim Mô Tô chào tất cả anh em nhé. Em vừa về nhập một lô xe Win này. Chưa nói ở trong nhà đấy anh em nhé, đây này. Chưa nói ngoài này nhé, ngoài này vẫn còn nhá. Đấy, mới đây này, anh em nhìn này. Đấy. Em chuyên bán Win anh em nhé, và nhận dọn xe Win. Tất cả anh em theo dõi Trung Kim trong thời gian qua đây, xem cái video này nhá. Đấy, em chuyên bán và dọn tất cả các dòng xe Win xịn chính hãng Honda. Đấy, giá tiền nhà em chỉ từ vài triệu trở lên thôi. Là có Win cho anh em đi lại rồi. Đấy, em bán cả xác xe. Cả xác xe cho anh em về tự dọn. Hoặc anh em mua xác xe nhờ em dọn, hoặc anh em mua xe đã thành phẩm dọn rồi. Đấy. Hoặc anh em mua xe mà siêu phẩm em có. Đây. Hôm nay này em đã bán cho bác trai ở Hà Nội một chiếc xe siêu phẩm Win. Đây, rất là đẹp đây. Nhưng bác có đến nhà em để bảo dưỡng ngày hôm nay nên tiện công em tháo ra, em quay ra, em quay anh em xem. Đây là một siêu phẩm này. Đấy, anh nhìn chưa? Cũng là chiếc xe Win máy zin siêu phẩm đây. 29i561256 đã bán rồi. Đây em quay chiếc này để làm ví dụ cho anh em. Ví dụ bán cho anh em con này. Đấy, con siêu phẩm nó dao động từ khoảng 80 đến hơn 100 triệu, là tùy từng người chơi, tùy từng độ chơi. Đấy, nhưng người ta đã không thích rồi thì con này kể cả là 20 triệu người ta không mua, đúng không ạ? Còn đây, Win nhà em rất nhiều. Hôm nay em quay video này mà là em không muốn báo giá từng con một, mà em quay cái video này để em cho anh em biết được rằng nhà em chuyên bán tất cả dòng xe Win xịn chính hãng Honda. Đấy, chính hãng Honda. Anh em thấy chưa? Đấy, xe này, xe đây. Đấy. Nhà em giá nào cũng có anh em nhé. Nghe rõ này, giá nào cũng có. Anh em đừng hỏi là con này bao nhiêu, mà anh em hãy nhấc điện thoại lên, kết bạn Zalo với em qua số 0358 444 888 để anh em biết được nhà em là giá lạo có đây, cả đồng nát sắt vụn đây nhá. Con này đồng nát sắt vụn này, anh em nhìn rất nhiều con đồng nát sắt vụn. Như con này nhá. Đấy, em bán ra ngoài nó chỉ có sắt vụn được vài triệu thôi. Nhưng anh em về sẵn dọn chặn. Đấy, hoặc anh em nhờ em dọn, dọn cái gì, giá cả bao nhiêu em báo cho anh em. Đấy. Tất cả xe nhà em bán ra là cam kết cho anh em an ninh chuẩn chỉ trọn đời. Anh em nghe rõ nhá. Đấy. Như con này là siêu phẩm đây này. Đấy, con này là siêu phẩm nhá anh em nhá. Đấy, tem zin, cốp zin. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Tất cả xe bán ra rất mong anh em hiểu nhá. Là tiền nào thì của ấy. Anh em bỏ ra số tiền bao nhiêu thì anh em sẽ nhận được giá trị xe bấy nhiêu. Đấy, còn nhà em bán đồng nát sắt vụn thì nó là giá đồng nát sắt vụn. Chứ nhiều anh em bỏ ra số tiền là xác xe nhưng cứ đòi nhận lại một chiếc xe là không được. Đúng không? Anh em nghe từ ngữ đúng không ạ? Anh em bỏ ra là xác xe nhưng em muốn nhận lại một chiếc xe là không có. Đấy. Còn anh em bỏ tiền ra mua một chiếc xe thì nó còn chiếc xe như thế nào, tầm tiền bao nhiêu. Đây con này em mới về siêu phẩm đây này. Cũng là biển xanh nhá. Em chơi cái biển xanh luôn. Nguyên zin kín xe, đồ zin kín xe. Đấy, còn máy nó là chạm chất êm thì nó mất giá. Chạm chất êm đầu bò rất đẹp này. Con này nếu anh em yêu thương thì em để cho anh em giá yêu thương này. Vài chục thôi anh em nhá. Đấy, còn con này em bán rồi. Em tiện cái video này em quay cho anh em xem cái con siêu phẩm này để anh em biết là con này em bán rồi. Đấy, cũng là một chiếc xe Win, máy zin. Máy zin đấy nhá. Đấy, ví dụ giá nó khoảng 100. Nhưng con này y hệt thế này, không khác gì nhau. Nhưng máy nó không zin thôi, nó chỉ chạm rồi. Ví dụ như người ta đi, người ta tháo ra, người ta thay cái gioăng, tháo ra thay cái phốt, hay người ta tháo ra, người ta giả lại cái lấm, đã là mất zin rồi. Thế thôi đã mất zin rồi. Cái thay bằng anh em nhá. Có tiền anh em mua xe zin, nhưng những anh em cũng chơi xe nhưng tầm tiền ít, kinh tế ít, đúng không? Thì anh em mua chiếc xe này, nó chạm mà thôi nhưng nó tự dưng mất nửa giá, đúng không? Đấy. Ví dụ anh em mua chiếc xe là 100 triệu này, nhưng nếu bây giờ anh em mà về chỉ cần chạm mà hơi đầu bò phát, bốn con ốc chạm mà thôi là anh em mất luôn đi khoảng 60 triệu rồi. Mất luôn 60 triệu rồi. Đấy. Chơi xe này nó tùy theo kinh tế anh em nhá. Tùy theo kinh tế của anh em. Anh em bỏ ra số tiền bao nhiêu thì anh em sẽ nhận được chiếc xe bấy nhiêu. Đấy, hôm nay trời mưa. Trời mưa những bác trai từ Hà Nội xuống bác ấy mua chiếc xe nhà em, bác ấy nhờ em bảo dưỡng vệ sinh. Thế tiện làm dắt hết xe ra quay video để anh em biết em là chuyên Win. Anh em chỉ nhìn thế này biết em chuyên Win rồi. Đấy, mà chơi Win này này thì nó là chơi như này này. Thứ nhất là vừa kinh tế cho anh em đi lại được. Nó không như xe khác, xe này là vừa đi lại được. Đấy, vừa là chơi luôn. Đấy, vừa là chơi luôn. Đấy. Còn chơi xe thì anh em biết rồi, có những người mơ ước chỉ mua được chiếc xe 8 triệu. Có người mơ ước chiếc xe 10 triệu. Có những người bỏ ra 100 triệu vẫn chưa ưng. Đúng không? Đấy, nó tùy thuộc kinh tế anh em nhá. Đấy, nên rất mong anh em theo dõi trên kênh của Trung Kiên. Thứ nhất thì anh em cầm điện thoại lên. Nhấc điện thoại lên. Kết bạn Zalo với em qua số 0358 444 888. Anh em alo cho em bằng video của Zalo. Alo bằng cái video của Zalo ấy, xem xe trực tiếp. Anh em ưng chiếc này chẳng hạn, đây em sẽ báo ra trực tiếp chiếc này là bao tiền luôn. Đấy, nhưng anh em vì sao? Nhiều anh em bảo Kiên ơi, còn Win không em? Ok em còn. Nhưng Kiên ơi, có xe nào tầm 10 triệu không? Em có. Đúng không? Nhưng thay bằng như thế anh em nhấc điện thoại lên. Anh em alo video ví dụ trực tiếp là hai bên đang nhìn nhau như này đúng không? Em ơi con xe này bao nhiêu? Anh ơi con xe này tương đây. Anh ơi giá này này tầm này. Anh ơi, đấy ví dụ con này thế. Anh ơi con này bao nhiêu tầm này? Đấy mình sẽ báo rõ như thế. Anh em hiểu ý của mình nói không ạ? Chứ bây giờ nhiều khi anh em cứ vào hỏi cho vui. Kể cả anh em, nhiều anh em mình nói luôn nhá, nhiều anh em bảo là em ơi, anh chưa đủ tiền, anh ngại quá không dám alo. Anh cứ alo đi, em tư vấn. Em tư vấn này anh biết cái giá tầm tiền như thế nào, sao anh chỉ phải alo thôi là chốt đúng không? Chứ có phải em bắt anh phải mua đâu.
tất cả anh em tìm đến em đều là người không quen biết, đều là người Việt Nam không quen biết em, đúng không? Thậm chí có nhiều bác ở bên nước ngoài, bác có điện về bác đặt cọc, bác chán dọn xong đến đúng ngày bác về, 2 năm sau bác về nước bác mới lấy là chuyện bình thường. Đấy, lái xe nhà em rất nhiều, sơ sơ đây còn là 3, 6, 9, 12, 15, 19 con anh em nhé, 19 con. Đây là chưa nói trong nhà nữa, chốc em sẽ quay trong nhà nữa. Trong nhà còn 2 siêu phẩm nữa đây, 20, 21, 22, 23 con tổng, 24, 25, 26, 27 con tổng, ngoài này đang có 27 con. Đây còn nhiều ngoài này nữa, 27 con. Có những người bảo ôi toàn sắt vụn, em công nhận nó sắt vụn mà. Có những người bảo đồ zin mà dùng lâu rồi nó hỏng thì cũng là thay đồ mới cho xịn. Đúng, các bác nói đều đúng hết. Vì đấy là quan điểm cá nhân của tùy từng người, đúng không ạ? Cái quan điểm cá nhân của tùy từng người, các bác nói quan điểm của các bác ra đều đúng hết. Nhưng quan trọng nó đúng đến đâu thôi, đúng từng khía cạnh, đúng với ai, đúng không ạ? Đúng với ai thôi, còn em là người làm dâu chăm họ. Nhiều người bảo sao mày nói nhiều thế, đúng không? Em công nhận em nói nhiều. Chẳng nhẽ bây giờ các bác nhá, chẳng nhẽ bây giờ các bác đến xem xe nhà em chỉ mỗi cái xe đây, xe đây bác ơi à? Sao nắng im không nói gì à? Hoặc em chỉ nói một câu là 10 triệu à? Đúng không? Em phải phân tích được bác ơi, con này nó là 9 triệu hay 10 triệu, nó còn cái này, nó mất cái này. Và các bác hiểu được là các bác khi mua xe win nhá, quan trọng đồng tiền nó ở cái chất ấy. Đây này, bác này, cũng là thụt zin nhá, nó xấu này, nó cũng có giá hơn cái thụt nô. Nhưng nhiều người bảo, anh ấy, em thích dọn lô mới. Em bảo các bác nhá, lô mới cũng là tiền mà. Đây này, như con này em bán ra ngoài này, chỉ vài triệu thôi. Đấy, chỉ vài triệu thôi. Trông nó xấu xấu bẩn bẩn đấy, đúng không? Cho nên là nếu thông qua cái video này em nói thế nói nữa các bác cũng chỉ hiểu. Nếu các bác đã hiểu rồi thì rất là dễ. Nhưng nếu bác nào chưa hiểu thì cứ nhấc điện thoại lên, cứ alo cho em bằng video, em tư vấn nhiệt tình luôn. Đây này, xe win nhà em đây. Thực tế đây anh em nhé, một dàn win. Em là chuyên bán win. Còn quan điểm anh em đến với nhau bằng tình cảm, anh em ưng, anh em mua. Anh em ưng, anh em chốt. Riêng cái siêu phẩm này em định để chơi, em chưa có nhu cầu bán. Nhưng mà cái quan điểm của em là bán em vẫn bán, cứ có lãi là bán. Đấy, nhưng đôi khi em đam mê em để chơi, em chưa muốn bán thôi. Nhưng đôi khi các bác ưng giống em, ở kia đây để nhượng lại cho anh em vẫn bán. Còn tất cả xe này bán hết anh em nhá. Kể cả biển 3 số em có này. Đấy, biển 3 số này. Đấy, 4 số này. Đấy. Đấy nhá anh em nhá. Anh em thấy chưa? Này, win này. Đấy. Em mua về tất cả xe win đều có. Con này là 26 F2 4371. Em còn bán lại cho tất cả anh em thợ nữa cơ mà. Đúng không? Em bán tất cả cho anh em thợ nữa mà. Tại sao anh em thợ vẫn mua của em? Ví dụ đấy. Mặc dù em cũng đi mua của anh em thợ thôi, xong này bán được cho anh em thợ nữa, đúng không ạ? Đôi khi người dân mua về dọn với cái giá lãi của em đi, về còn bán lãi được cho dân nữa cơ. Vì nó là gì? Nó là vô giá, nó không có giá trị thật. Nhưng mà mình không thể nâng nó lên được. Ví dụ như con này mình nói 100 triệu nghe còn tin này, đúng không? Như các bác nói con này 100 triệu ai tin, đúng không? Bác hiểu ý của em không ạ? Em rất muốn truyền đạt cái cảm hứng của em, cái suy nghĩ của em đấy đến các bác. Em là người kinh doanh, kinh doanh phải có lãi đấy. Kinh doanh hòa là có, kinh doanh lỗ cũng có nhưng rất ít. Đó. Trừ trường hợp mình không biết, mình nhầm, mình lẫn mình mua là chuyện bình thường. Còn những cái gì nó là đồ cổ, nó là vô giá thì nó không giá trị thật. Đó nhá, cho lên tivi nhá. Vô tình lạc vào tivi đấy. Đấy. Đây anh em nhá, một lần nữa em rất mong anh em hiểu như này. Em là Trung Kim Moto, nhà em ngõ 390 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Em chuyên bán sỉ bán lẻ tất cả dòng xe win xịn, chính hãng Honda, nhận ship toàn quốc. Đấy, tiền đến đâu anh em nhận xe bên đấy. Ví dụ anh em bỏ ra 15 triệu, anh em sẽ nhận được giá trị một xe 15 triệu. Chứ không thể anh em bỏ ra 15 triệu anh đòi xe 30 triệu đâu, không có. Nhưng anh em bỏ ra 15 triệu anh sẽ nhận được xe 15 triệu. Chứ không thể anh em bỏ ra 15 triệu anh em nhận xe 5 triệu là không có. Đúng không ạ? Đấy. Còn biết thế nào cho đủ. Có rất nhiều người nói em là mày nói nhiều thế rồi. Nên mạng nói rất nhiều. Có, nhưng em không nói nhiều thì em không diễn tả được. Còn tất nhiên là nếu các bác mà cảm thấy em nói nhiều, các bác có thể hủy kênh của em. Các bác không cần xem nữa để đỡ các đỡ điếc tai. Còn em bán hàng cho những người hiểu về em, thiện chí, đúng không ạ? Có nhiều người bảo con này đồng nát sắt vụn, em công nhận đồng nát sắt vụn mà. Em công nhận nó đồng nát sắt vụn. Em ghi nhận nó đồng nát sắt vụn luôn. Nhưng nó lại giá đồng nát sắt vụn, đúng không ạ? Đấy. Nói chung là các bác muốn nói gì em được. Em chỉ mong các bác hiểu câu này này. Các bác hãy tìm hiểu đi, các bác đặt các bác vào em đi. Đấy. Những dòng xe này rất ít người chơi và rất ít người đam mê. Nhưng mà em là người đang phục vụ những số ít đấy. Các bác cứ đi thử ra đường xem 100 con xe may ra bác nhìn một con. 500 con xe bác nhìn với khoảng 5 con. Đúng không? Thậm chí 500 con xe chưa chắc các bác nhìn thấy 5 con đâu. Nếu này là nộ. Nhưng mà các bác đam mê cần tìm đến ai? Cần tìm đến những anh em như em, những anh em như em. Đấy. Đúng không ạ? Còn các bác còn phân vân, các bác cứ chia sẻ đi, cứ chia sẻ đi, đợi chờ đi, mua sau. Đấy, trong nhà em vẫn còn đây các bác này. Đấy, trong nhà vẫn còn nhá. Còn 2 siêu phẩm em chưa dắt ra.
đây cửa hàng em đây anh em nhá. Đây là cửa hàng của em. Đây anh em còn hai con trong nhà đây anh em này. Hai con này đang dọn này. Đó. Đây còn hai con siêu phẩm. Đây em đang dọn cho khách đây. Chơi khung này anh em nhá. Vành bánh sơn hết đây rồi. Đó. Đây này anh em nhìn con này. Nếu con này anh em nói giá anh em không bao giờ tin. Con này em bán rồi. Em bán 50 triệu. Em bán rồi anh em nhá. Nhưng được cái máy zin. Đấy. Nếu con này mà không phải máy zin thì con này chỉ 10 triệu. Đây. Nhưng mà nếu mà anh em là hiểu về con này biết này. Em bán 50 triệu. Em công khai. Đấy. Nhưng nhiều bác không biết thì các bác nói gì về của các bác. Đây. Em mới về con này. Nếu như em tìm hiểu được. Cái con trong người này bán rồi. Đấy nhá. Rất nhiều xe bác nhá. Con này là con cả Việt Nam chỉ có 7 con. Các bác tin hay không thì tùy. Các bác tự tìm hiểu. Con này nhập từ Malaysia nhá. Malaysia mới là khó nhá. Nhập Malaysia. Có 7 con. Hiện tại em đang giữ một con. Còn 6 con còn lại em chưa tìm thấy. Đấy nhá. Đấy. Thông qua cái video này em gửi toàn thể anh em biết này. Em đang có khách của em. Em này. Sao chị ơi? Chị ơi ra hỏi thoại em chút nhá. Em nó có việc tí. Đây nhá. Cửa hàng em đây địa chỉ đây. Số điện thoại đây luôn công khai anh em nhá. Chung quy lại là em chỉ nhấn mạnh là tất cả các bác có nhu cầu mua xe Win hay xe Mio nhỏ, Mio Classico, Cusi hoặc Nuvet, các bác đừng nhắn tin mà vui lòng kết bạn Zalo alo trực tiếp cho Green Moto qua số 0358 444 888 đây. Anh em có thể alo bằng video của Zalo, em cho anh em xem xe trực tiếp, em tư vấn trực tiếp. Đấy, cảm ơn anh em. Thôi em nói thế anh em đã đủ hiểu. Mọi thắc mắc kể cả hỏi giá hay tham khảo giá anh em cứ alo em, alo bằng video của Zalo, nhấn mạnh alo bằng video của Zalo, xem xe trực tiếp, em tư vấn trực tiếp. Đấy, cảm ơn anh em, đừng nhắn tin nhá. Đấy, chào tất cả anh em.